Rồi, video này chào mấy bác nha. Thì hôm qua em đăng lên một con này, hai con này, ba con. Thì ba con này đều là những con máy hàng hệ hết. Thì giờ còn đúng lại được con S26 kia, giá nó cao nhưng mà nó ngon. Thì ba con này con nào cũng ngon cả. Và em không ngờ cái con máy S24 này nó mới cỡ này đâu. Thiệt sự là em cũng không ngờ, thiệt sự nó rất là mới. Đấy. Thì video này anh khách anh không có yêu cầu coi đâu, nhưng mà em test lên cho anh coi cho vui. Đấy, mọi người coi rửa ra này. Qua nhìn nó gớm lắm, em chuẩn bị em dọn qua con đó cho khách nữa đó. Thấy chưa? Thì những con này thì nó nồi đồng cối đá, và ba con này đều đến từ nhà máy Yamabiko. Đấy, mọi người thấy chưa, quá mới luôn. Thì anh khách này không biết anh có coi video không, thì chốc này em cũng cố gắng em gửi cho anh xem anh coi được không. Thì nó mới keng và ống cần 26 ly, cái cần dài và tem tiết của nó còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đã nhìn dễ sợ thiệt. Đây mọi người nghe tiếng máy nữa này. Đây. Coi như này này, coi như xong rồi đấy. Rất là tuyệt vời. Con S26. À quên, S24. Thì mọi người hỏi còn không, thì cái đây còn con S25 này, cũng mới lắm. Thì anh nào mua chốt đi, chứ mất công đến khi em bán mất lại tiếp. Kìa, dây dịch nó này, chẳng qua nó phơi bãi thôi, chứ còn nó mới lắm. Nên cũng lên chế, nếu như mọi người mua được thì em cũng lên chế giống con này thôi, y vậy. Thì tất nhiên nó có cũ hơn chút, thì giá nó vẫn vậy thôi. S24, 25 nó là một. Đấy. Mua được thì bán luôn, vậy thôi. Thì giá triệu ba. Đó, được thì em dọn y con này luôn này. Đấy. Thì tất nhiên rửa ra nó có bong chóc thôi, nhưng mà máy ngon là ok rồi. Bình xăng trắng phau luôn. Đấy, rất là mới. Rồi ok, thì đây là con máy dành cho khách đã xong. Thì những con này dọn nó nhanh thì em cố gắng em dọn. Đấy. Mọi người coi được thì ủng hộ. Và mọi người đừng có tiếc chi, nếu như mọi người mà tin em ấy, thì bốc con S26 này này. Và vô đối trong phân khúc. Đấy. Vô đối phân khúc luôn, đừng có suy nghĩ gì luôn. Bát biết còn 7 màu em chưa rửa đó. Cái rửa ra thì nó cũng mới căng rồi. Còn bây giờ nhiệm vụ em sẽ dọn con 255 này cho khách nữa là xong. Thì mọi người có nhu cầu mua thì alo em, thì em có báo lại này. Con đó. Thấy nha. Thì con kia em bán rồi thì em không nói, khách chốt rồi thì bên con đó. Nếu như mọi người mua được thì cũng giá 1,3 triệu em bán cho. Em dọn y nhau, đó, nhìn kỹ vậy là em dọn thôi. Thì tất nhiên là nó có bong chóc chút thì ăn thua gì. Chứ còn về độ mới thì nó cũng tương tương nhau cả, nên chẳng quan trọng. Thì những anh mà quan trọng quá về hình thức phía ngoài thì tốt nhất lì mua máy mới thôi. Chứ còn máy bãi tới đây là hết thôi, không có nữa. Quá ngon luôn. Tuyệt vời luôn. Rồi ok, cảm ơn anh khách đã mua máy bên em. Rồi bây giờ em sẽ gửi video lên, xem lên được không, rửa cái đẹp ngay. Rồi ok. Rồi con xin đi qua, em đã lên chế đây. Mọi người coi này, phía trong nó này. Nó mới leng keng luôn, gần như chưa dùng luôn, cao su dẻo quẹo luôn. Ốc 7 màu ấy, xin đi qua S24. Cần kìa. Cầm này. Rồi ok, bây giờ em sẽ cố gắng em ráp vô cho mọi người coi. Đẹp lắm, con này đẹp tuyệt vời, không thể có điểm nào đáng chê luôn, mới ghê. Và giá rất là rẻ thôi, có 1,000,000 con, quá bèo luôn. Mọi người về xài mẹ 10 năm chẳng hỏng. Hôm qua em lên sóng đó thì lên liền lúc 3 con thì khách chốt 2 con, chốt con 255 với lại con này. Thì những con này nó dọn nó nhanh á, thì em cố gắng em dọn trước cho khách. Còn bên em còn nhiều máy, nhưng mà mấy anh này cũng đang cần máy liền thì cố gắng dọn cho khách. Mọi người thấy con máy dễ sợ, rất là mới, giá có 1,000,000. Mới dễ sợ thiệt. Những con này về mọi người sang nhớt cho đồng hành, bền lắm, bền vô đối luôn, bền mà gần như bất tử luôn, không phải như mọi người nghĩ đâu. Mà xin đi qua
mấy cái dòng này nhiều anh kêu muốn nó hư lại để mà mua mà. Nó không hư, nó không hư luôn anh ơi. Muốn nó hư để mà mua máy cho anh nữa mà kiểu này cũng mệt. Đó, mình phải coi bắt cao su cao xích nó còn đủ không. Rồi mình bắt nó vô. Còn nhiều anh thì hỏi phụ tùng không, mua máy chưa hư đã hỏi phụ tùng. Có nhiều anh gọi điện hỏi nhắn tin kêu anh ơi có phụ tùng không? Chưa mua máy mà đã lo đến chuyện phụ tùng thì thôi chứ làm sao mà mua máy. Và em cũng nhắn không vậy thì cho anh nhanh. Nhắn không vậy cho những anh nó mua mệt thà mình nói không luôn ngay từ đầu. Lại tưởng là triệu mấy mà còn nòng 40 này. Nòng 40 nó làm gì có giá lắm. Nòng 40 đổ lên ấy, mọi người nên mua máy mới xài. Chứ nó không có đâu. Máy Nhật bãi đã gọi Nhật bãi nó chỉ giới hạn trong từng nào thôi. Chứ nó không thể có được. Rồi, đã xong.